giờ dậy đây. Đến chưa? Em vừa đến thôi, em mới tỉnh rồi. Em lên thì sao lên không gọi? Ờ, nhá. Ừ. Anh chả biết cái gì cả luôn. Anh đừng có tao. Anh thằng nào ở phòng tao thì mày có tin tao không?
cho anh mà biết là anh có lo trong phòng, anh đã không nghe điện của em rồi. Thôi tóm lại như này nhá, anh chị là em muốn cần biết là mối quan hệ của chị như nào, bây giờ anh muốn kiểm trách nhiệm với em, ok? Trách nhiệm gì? Mày ở đấy mà trách nhiệm với ta đi. Trách nhiệm với em. Bye bye. Tao gọi mày đến nhà tao gặp. Không ai hưởng muốn làm gì nữa. Không, thề luôn, không nhớ cái gì cả. Anh không nhớ nhưng mà anh có trách nhiệm với em, bây giờ anh chỉ cần nhớ được đấy là được, ok? Có cái gì đâu mà trách nhiệm thôi. Không biết. Bây giờ nó đi rồi nó.